Hello, chào mừng mọi người đến với kênh của mình là Nhị Quang. Nếu các bạn có để ý thì trong kênh mình có một video cổ rất là lâu rồi, làm về dựng mô hình nhân vật nữ thật, không phải anime nhé. Nó là một mô hình đầu nhân vật nữ và nó dùng phiên bản Blender 2.72, cũng khá cổ rồi. Bây giờ mình có thời gian nên mình cũng muốn làm lại cái phiên bản mới nhất của nó, áp dụng những gì mình đã học trong những năm qua. Cách mình làm là chỉ dùng chuột thôi, mình không có bản vẽ, với lại mình cũng không biết sketch nên mình chỉ dùng chuột. Mình sẽ để hai bức hình dưới phần mô tả, một bức là giống như mình làm, còn một bức nữa là mình đã làm sẵn khuôn mặt rồi, có để sẵn wireframe, các bạn chỉ cần đồ theo là được. Mình cũng đã đi lưới lại để cho phù hợp với các cơ mặt. Nếu các bạn muốn dựng một mô hình đầu mà để làm animation một cách chính xác, các bạn hãy chú ý đến những đường này: đường miệng, đường mắt, đường mũi. Cái này mình sẽ không nói kỹ, cơ bản là như vậy. Quá trình dựng đầu nhân vật mình sẽ chia làm hai video. Video thứ nhất chỉ tập trung về làm phần mặt. Video thứ hai mình sẽ làm phần tai và những chi tiết còn lại. Rồi vậy chúng ta bắt đầu. Khuôn mặt mình sẽ chia thành 4 khu vực và hoàn thành nó theo thứ tự. Đầu tiên là khu vực mắt, kế đó là khu vực mũi, sau đó nữa là phần cằm, má, trán, cuối cùng là phần miệng. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một cycle bằng cách bấm phím Shift A chọn cycle, sau đó chỉnh các đỉnh lại thành 8. Bấm Rx để xoay theo trục x một góc 90 độ. Bấm phím S để chỉnh kích thước sao cho nó to bằng hộp sọ. Di chuyển tâm cycle vào giữa khuôn mặt. Chọn một nửa hình tròn, bấm phím X để xóa các đỉnh này đi. Sau đó các bạn add mirror modify tích như mình. Điểm này di chuyển lên cạnh gò má. Khoảng cách hai điểm này có chút lớn nên mình chia nó thêm một điểm nữa. Sau đó các bạn chọn tất cả, bấm subdivide tăng number lên 2. Bật công cụ này lên và chỉnh như mình. Kế tiếp là làm phần mắt. Các bạn bấm Ctrl chuột trái để tạo một điểm, sau đó bấm E theo mình. Các bạn điều chỉnh phần này để cho nó có một độ cong. Các bạn chọn tất cả phần viền mắt, bấm E, sau đó bấm S. Phần trên chỉnh theo đường chân mày. Bấm Ctrl R để xen một đường ở giữa. Di chuyển 3 điểm ra tạo thành đường chân mày. Tiếp tục bấm Ctrl R. Sau đó di chuyển 3 điểm vô tạo thành mi mắt. Di chuyển 3 điểm phía dưới tạo thành bọng mắt.
chọn 4 điểm như mình, bấm E di chuyển vào giữa để tạo đường sống mũi. Ở đây mình dùng công cụ Rig để nối nhanh. Các bạn có thể làm theo cách cơ bản hơn, đó là chọn 4 điểm và nhấn F. Bấm Ctrl R và lăn cuộn để chia thêm 2 đường. Sau đó di chuyển một chút về bên phải để tạo độ cong. Vậy là cơ bản đã xong phần mắt, kế tiếp mình sẽ làm phần mũi. Bấm phím E dọc theo đường sống mũi, thẳng tới môi trên. Tiếp tục bấm phím E để tạo viền lỗ mũi. Bấm Ctrl R tăng lên 2 để tạo phần cánh mũi. Bấm phím K và cắt một đường như mình. Bấm phím E và di chuyển tạo phần lỗ mũi. Thêm Ctrl R ở vị trí này để định hình lỗ mũi. Kế tiếp mình sẽ xử lý phần cằm và má nhân vật. Bấm Shift D từ đỉnh môi trên để tạo đỉnh cho môi dưới. Tắt Clipping đi và tạo viền cho môi.
kết nối phần môi dưới với phần viền ngoài để tạo cằm. Di chuyển các điểm này ra phía rìa ngoài để tạo viền cho khuôn mặt. Chọn hai điểm như mình, bấm M để nhập chúng lại làm một. Do gò má có dạng bầu nên mình phải chỉnh lại các điểm này để tạo ra độ cong cần thiết. Thank you.
bạn cố gắng chỉnh sửa sao cho các đường phải trông thật mượt mà, thì khi đó khuôn mặt của mình mới đẹp. Có một mẹo là khi bạn muốn di chuyển các điểm, thay vì bấm G, các bạn bấm 2 lần kiếm G, nó sẽ di chuyển theo các cạnh liên quan, sẽ đều hơn. Cuối cùng là phần miệng, các bạn chọn tất cả viền môi, bấm E, bấm S, Z để thu nhỏ nó theo chiều Z. Kế tiếp, chọn hai điểm ở khóe miệng, di chuyển nó vào trong một chút. Sau đó, chọn tất cả, bấm E, S, Z, 0. Tiếp tục, bấm S, Y, 0 và di chuyển nó vào trong. Bấm tiếp Ctrl R. Sau đó, chọn các điểm ở môi trên, kéo xuống. Và chọn các điểm ở môi dưới, kéo lên. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc dựng thô cho khuôn mặt. Kế tiếp là đến khâu chỉnh sửa. Thank you.
cuối cùng là làm phần trán cho khuôn mặt. Giờ mình sẽ vẽ test tool nhanh để test thử khuôn mặt. Mình sẽ dùng bức ảnh này, vị trí mắt mũi miệng không trùng khớp mình sẽ chỉnh lại. Thank you.
Sau khi chỉnh sửa hoàn tất thì các bạn vào Edit More, chọn tất cả, bấm phím U, chọn Project from View. Sau đó vào phần chỉnh sửa UV, tạo mới một ảnh, đặt tên là Face. Tiếp tục vào Texture Pen, tạo mới một texture ảnh, lấy bức ảnh mẫu hồi nãy. Vào phần Shading, tạo mới một material và kết nối với texture face mới tạo hồi nãy. Quay lại Texture Pen, bên cửa sổ bên trái bấm phím N, sau đó chọn Texture là bức ảnh mẫu, phần Mapping chọn Stencil. Nhấn chuột phải để di chuyển ảnh, sau đó canh kích thước phù hợp. Chỉnh lại các thông số như hình và bắt đầu tô. Vậy là xong nội dung của video thứ nhất. Video thứ hai mình sẽ cho các bạn biết quá trình mình tạo ra tai của nhân vật. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.